Hello, chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Bài hát mang tựa đề là 24 giờ phép. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Xa tôi về xem 24 giờ, tìm người thương trong người thương, chẳng nghe quen thương tiếng soi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ. Bao giờ cửa tâm tư là mát nhện kỳ đôi mặt, chuyện buồn dương gian lần mơ đưa ta đi về nguyễn thủy loài người, lời yêu khi muốn ngỏ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng gió đôi ta. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ thời gian còn lại, anh cho em tất cả em ơi, đã đưa ta đến những tuyệt vời. Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi, người đi chưa đời sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống. Ngừng trong đôi mắt đỏ vì nền mười sao giờ bò trời đất bơ vơ. Cửa tâm tư là mắt nhìn kỹ đôi mặt, chuyện buồn dương gian lần mơ đưa ta đi về nguyễn thủy loài người, đời yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng sáu đôi tay. 4 giờ thời gian còn lại, anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến những tuyệt vời. Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi, người đi chưa đời sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống. Đường quê hương và bé ngừng trong đôi mắt đỏ vì nền mười sao giờ bò trời đất bơ vơ. Ngừng trong đôi mắt đỏ vì nền mười sao giờ bò trời đất bơ vơ. Ngừng trong đôi mắt đỏ vì nền
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tám ha. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thương. Xin chào tạm biệt. Bye bye.